Hi, minasan, konnichiwa, lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trang rất là thú vị về Nhật Bản, đó chính là trang Lớp Lớp Nhật Bản. Ở trang Lớp Lớp Nhật Bản sẽ giới thiệu cho các bạn những món ăn ngon, những cái địa điểm hấp dẫn không nên bỏ qua khi bạn có muốn đi du lịch Nhật Bản. Theo dõi trang để có thể cập nhật thêm những thông tin mới nhất và hấp dẫn nhất ở Nhật Bản nhé các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Minasan, arigatou gozaimasu.